biển số xe cũng lắm rắc rối. Thưa quý vị, biển số xe chưa bao giờ là một bộ phận cốt lõi của chiếc xe, vậy mà oái oăm thay, cộng đồng bao fan xôn xao xung quanh câu chuyện biển số xe. Biển số xe chỉ là một công cụ để quản lý phương tiện giao thông, biển số xe chưa bao giờ là một bộ phận cốt lõi của chiếc xe, vậy mà oái oăm thay, nhiều năm qua đời sống cộng đồng bao fan xôn xao xung quanh câu chuyện biển số xe. Bộ Công an cho biết vừa hoàn thành dự thảo thông tư mới để thay thế thông tư 58/2020 quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo thông tư mới, ô tô sẽ được gắn hai biển số xe, một cái có kích thước ngắn, chiều cao 165mm, chiều dài 330mm và một cái có kích thước dài, chiều cao 110mm, chiều dài 520mm. Như vậy, chỉ chưa đầy một thập niên, biển số xe của ô tô tại Việt Nam đã thay đổi 3 lần về hình dáng. Thông tư 15/2014 quy định, ô tô gắn hai biển số xe, một cái dài, chiều cao 110mm, chiều dài 470mm và một cái ngắn, chiều cao 200mm, chiều dài 280mm. Sau 6 năm, thông tư 58/2020 quy định ô tô gắn hai biển số xe có kích thước bằng nhau, chiều cao 165mm, chiều dài 330mm. Vì sao biển số xe phải biến hóa liên tục như thời trang thì không thể lý giải một cách khoa học. Tuy nhiên, kích thước của biển số xe không đáng ái ngại bằng sở thích phải có số đẹp trên biển số. Có nhiều tiếng bấc, tiếng chỉ đối với những biển số xe được cho là đắt giá. Một giai đoạn cơ chế xin cho tạo ra thị phi vì những đam mê kỳ quặc về biển số xe tứ quý hoặc ngũ quý. Do không ít người tranh nhau số đẹp nên phát sinh ý tưởng đấu giá biển số xe ô tô, rồi gây tranh cãi về quyền thừa kế, quyền chuyển nhượng biển số xe ô tô. Có phải số đẹp thì mang lại may mắn hay thịnh vượng cho người sử dụng phương tiện có gắn biển số xe ấy không? Hoàn toàn không, bởi lẽ đã từng có dăm bảy đại gia đi ô tô có biển số xe rất đẹp, vẫn vướng vòng lao lý và tán gia bại sản. Dường như chẳng mấy người nghĩ rằng, việc đấu giá biển số xe, dù với mục đích tăng nguồn thu cho ngân sách, cũng là hành vi hợp pháp hóa và thương mại hóa một hoạt động mê tín. Vì vậy, rất đáng hoan nghênh khi thông tư mới đề xuất biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, gọi là biển số định danh. Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. Việt Nam chưa phải một đất nước có phương tiện giao thông chính là ô tô, nhưng biển số xe cũng lắm rắc rối. Ở nhiều xứ sở văn minh, chủ ô tô được phép chọn biển số xe với chữ cái là tên viết tắt của mình và chữ số là ngày tháng năm sinh của mình, mà hoàn toàn không gây khó khăn gì về mặt giám sát xã hội. Nếu ví von thì biển số xe như cái lưng, còn ô tô là cái mặt. Cái lưng không thể quan trọng hơn cái mặt. Hơn nữa, hiện tại năng lực kỹ thuật và ứng dụng công nghệ để kiểm soát ô tô khi tham gia giao thông đã được cải thiện, vượt trội so với trước đây. Sẽ vô cùng lãng phí nếu biển số xe vẫn loay hoay với những giải pháp hao tốn tài lực và nhân lực của quốc gia. Khai trừ đảng 8 cán bộ, trung tâm đăng kiểm ở Hòa Bình. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa khai trừ khỏi Đảng 8 cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh do vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm. 8 đảng viên thuộc chi bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hòa Bình 2801S bị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình khai trừ đảng gồm: Trịnh Thành Công, Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm; Trần Thu Hường, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc trung tâm; Kim Ngọc Hiếu, Trưởng phòng kiểm định, đăng kiểm viên; Bùi Trung Linh, Phó trưởng phòng kiểm định, đăng kiểm viên; Dương Đức Thành, đăng kiểm viên; Nguyễn Xuân Ngọc, đăng kiểm viên; Vũ Mạnh Tuấn, đăng kiểm viên và Nguyễn Viết Dương, đăng kiểm viên. Các đảng viên này trước đó đều đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình kết luận, các đảng viên này đã vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đồng thời, những đảng viên này đã có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, hành vi vi phạm nêu trên làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình nhận thấy, chi bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhiệm kỳ 2022-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thiếu kiểm tra giám sát, quản lý đối với cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên của chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó dẫn đến đơn vị có 10 trên 15 cán bộ, viên chức, trong đó 8 trên 11 đảng viên biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm,
và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lợi dụng cương vị công tác, chức vụ quyền hạn, nhận tiền hối lộ, bị khởi tố, bắt giam. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định cảnh cáo đối với chi bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhiệm kỳ 2022-2025. Liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2801S, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cũng quyết định kỷ luật khiển trách đối với hai đảng viên Nguyễn Duy Tân, chi ủy viên chi bộ, trưởng phòng tổ chức hành chính và Vũ Hồng Hải, trưởng phòng kế hoạch tài vụ, yêu cầu Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Thanh, phó trưởng phòng nghiệp vụ hồ sơ theo đúng quy định. Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Thưa quý vị, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bị đề nghị kỷ luật vì suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 21 và 22 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 27 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hà Nam và Tỉnh ủy Hòa Bình về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Những cá nhân này gồm: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; ông Trương Minh Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam; ông Vũ Hữu Song, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; ông Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cán bộ trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những sai phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông Đỗ Hữu Ca, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song và Nguyễn Đồng. Trước đó, hôm 22 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc đã có hành vi nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho nhóm đối tượng này. Đến nay, ông Ca đã tự khắc phục, trả lại toàn bộ số tiền này. Bệnh viện phải công khai khó khăn, không để bệnh nhân tự mua kim tiêm, dây chuyền. Thưa quý vị, đây là đề nghị của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế sau khi các bệnh viện được tháo gỡ được rất nhiều khó khăn nhờ Nghị quyết 30 và Nghị định 07. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Nghị quyết 30 và Nghị định 07 giúp các bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao thực hiện chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng bệnh viện. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổ chức các đoàn đánh giá chất lượng các bệnh viện sau khi thực hiện Nghị quyết 30 và Nghị định 07. Phó giáo sư Khuê nhấn mạnh, nếu bệnh viện nào khó khăn, thiếu thuốc, vật tư tiêu hao, phải công khai minh bạch, không để bệnh nhân phải tự đi mua. Tại cuộc họp ngày 21 tháng 3 về rà soát triển khai thực hiện Nghị quyết 30 và Nghị định 07 do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì, đại diện lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bệnh viện E cho biết nhiều nút thắt đã được tháo gỡ, giúp giải quyết được các vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị của bệnh viện. Cùng với đó, bệnh viện đã đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sau Nghị quyết 30 và Nghị định 07, bệnh viện đã bắt tay ngay vào việc xây dựng các gói thầu về vật tư, tiêu hao, trang thiết bị. Theo đó, dự kiến trong khoảng 4 tuần tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đảm bảo đủ vật tư tiêu hao cho khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu. Hiện tại, công tác khám chữa bệnh đảm bảo không ảnh hưởng quyền lợi của người dân. Những mặt hàng cần thiết, bệnh viện sẽ áp dụng hình thức mua trực tiếp. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ đàm phán trao đổi với các nhà đầu tư với các máy móc đã hết thời gian liên danh liên kết, trao tặng để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện cũng quán triệt cán bộ thực hiện nghiêm luật phòng chống tham nhũng trong thực hiện Nghị quyết 30 và Nghị định 07. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ nói. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cũng cho biết, đến nay, những vướng mắc của bệnh viện đã được tháo gỡ 90-95%. Về lâu dài, lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đề nghị cần sửa đổi sớm luật đấu thầu để phục vụ công tác khám chữa bệnh dài hạn.
Trước ý kiến của các bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát các vướng mắc khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 30 và Nghị định 07, đồng thời các đơn vị được phân công hoàn thiện văn bản hướng dẫn xây dựng giá gói thầu, trang đăng tin giá gói thầu, xây dựng cơ chế đảm bảo thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung.